Trao đổi với phóng viên VTC, ông Nguyễn Văn Xuân, hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong 27 năm dạy học của mình, ông cũng chưa từng gặp học sinh nào có kiểu chữ nghiêng về bên trái và xấu như thế này, dù học sinh viết bằng tay phải. Người bình thường đọc sẽ rất khó, nhưng các thầy cô giáo dạy học sinh này thì đã quen với cách viết nên vẫn đọc được và chấm cho học sinh được điểm 4, dù phải mất hơn một tiếng mới đọc xong bài văn. Trước đây, chữ của học sinh không đến mức xấu như thế này, nhưng vài tháng gần đây, học sinh có biểu hiện chán học, xa sút chảnh mảng học ngày càng kém đi và viết chữ ẩu hơn rất nhiều gia đình và nhà trường cũng đang kết hợp để động viên tinh thần của học sinh để em chịu đi học lại ít nhất hoàn thành được bậc học trung học cơ sở